Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22 tháng 9 năm 2021. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.